Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Bật mí cách làm trắng răng bằng vỏ chuối hiệu quả 100%. Trong số tất cả các cách làm trắng răng tự nhiên, cách làm trắng răng bằng vỏ chuối được cho là cách đơn giản, tiết kiệm và đem lại hiệu quả trắng sáng khá cao cho hàm răng đã xỉn màu. Chỉ cần bỏ ra một vài phút mỗi ngày và kiên trì thực hiện, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ. 1. Vì sao các cách làm trắng răng bằng vỏ chuối lại đạt hiệu quả? Có nhiều loại thực phẩm được cho là có thể làm răng trắng sáng hơn, nhưng chỉ có một số nhỏ trong các loại này đem đến tác dụng tế. Vỏ chuối là một trong số ít các loại thực phẩm có ích đó, nên có thể áp dụng rộng rãi cách làm trắng răng bằng vỏ chuối. Kết luận này đã được các nhà nghiên cứu khẳng định sau nhiều kết quả phân tích về thành phần của vỏ chuối, cho thấy trong vỏ chuối có chất làm sạch răng. Khi có tác dụng của lực mài nhẹ, các thành phần này có thể phát huy tác dụng làm sạch các mảng bám, đồng thời phản ứng với men răng giúp răng sáng màu và bóng hơn. Hiệu quả này đã được kiểm định trong những trường hợp cụ thể, nên bạn có thể trải nghiệm để biết rằng cách làm trắng răng bằng vỏ chuối tốt hơn bất cứ loại thực phẩm nào khác. 2. Cách thực hiện làm trắng răng bằng vỏ chuối. Bí quyết có thể dùng vỏ chuối làm trắng răng hiệu quả trước hết là phải sử dụng đúng cách. Có 2 bước bạn cần thực hiện như sau. Bước 1. Lột vỏ chuối thành miếng dài sao cho bề ngang vỏ chuối vừa đúng bằng chiều cao của thân răng. Bước 2. Chà sát mặt trong của vỏ chuối lên bề mặt răng trong khoảng 5 phút. Thao tác đều, thoa khắp mặt răng, dùng lực mạnh hơn cho những vùng răng mà bạn thấy bị tối màu hơn. Trên đây là 2 bước cơ bản khi thực hiện, nhưng để đạt được hiệu quả thực sự, bạn cần chú ý đến một số vấn đề quan trọng sau. Chỉ nên dùng vỏ chuối chín mới có thể phát huy được tác dụng tốt. Trước khi chà vỏ chuối, cần làm sạch răng kỹ để tránh bị tác dụng ngược. Chà vỏ chuối lên mặt răng đã tương đối khô. Thao tác chà vỏ chuối cần thực hiện theo chiều dọc của các thớ sơ trên vỏ chuối. Chà vỏ chuối xong cần giữ trên mặt răng ít nhất khoảng 5 phút. Sau đó cần chải răng khô bằng chuyển động tròn đều nhẹ nhàng trong khoảng từ 1 đến 3 phút. Sau khi chà vỏ chuối xong cần làm sạch lại răng bằng cách chải răng bằng kem thông thường. Súc miệng thật sạch, không để lại bợ vỏ chuối sót lại trên răng. Lặp lại hàng ngày và duy trì trong khoảng 2 tuần để nhận thấy kết quả. 3. Lưu ý khi sử dụng cách làm trắng răng bằng vỏ chuối. Chỉ những người có hàm răng khỏe mạnh mới nên sử dụng cách tẩy trắng răng bằng vỏ chuối. Trong một số trường hợp, bạn không nên áp dụng cách này, bởi vì vỏ chuối dẫu sao cũng chỉ là biện pháp làm sáng mặt ngoài của men răng, không có tính tẩy mạnh như thuốc, nên sẽ không có tác dụng thật sự tốt khi răng đã quá vàng, đã quá loang lổ, màu không đều cho nhiều phân tử màu phức tạp. Những người có hàm răng xỉn màu do nhiễm kháng sinh fluor thì cách làm trắng răng bằng vỏ chuối gần như không thể đem lại tác dụng gì. Lưu ý quan trọng nhất là nếu răng đang bị tổn thương men, mòn cổ, sâu răng hay viêm níu thì tuyệt đối không nên áp dụng bất cứ cách làm trắng răng nào, bao gồm cả cách làm trắng răng từ vỏ chuối. Cũng không loại trừ trường hợp có những người răng bị xỉn màu nặng, các phần tử màu bám ở men răng quá lâu sẽ rất khó có thể làm trắng răng bằng cách thông thường. Khi đó tốt nhất nên tính đến việc áp dụng liệu pháp tốt hơn để tẩy trắng răng. Chúc các bạn có hàm răng trắng, khỏe và đẹp.